Bộ Công Thương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong năm 2017. Sau gần 2 tháng triển khai, đã có hàng trăm doanh nghiệp được kiểm tra và những sai phạm đều đã bị xử lý nghiêm. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Thị trường các địa phương, đến nay lực lượng này đã kiểm tra 255 doanh nghiệp sản xuất gia công, kinh doanh phân bón và xử lý 117 vụ vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính là gần 850 triệu đồng, tịch thu 7.250 kg, 920 bao, 720 chai và 153 gói phân bón các loại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cho biết các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm niêm yết giá, sản xuất phân bón khi chưa có cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép và không thực hiện công bố hợp quy trong sản xuất, kinh doanh phân bón kém chất lượng để phân bón tiếp xúc với nền nhà mặt đất tại địa điểm kinh doanh. Qua kết quả công tác kiểm tra sẽ giúp đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất phân bón vô cơ, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý phân bón nói chung. Đây là những gốc vải thiều vừa mới được chặt bỏ, với lý do chúng đã quá già cỗi, không còn cho năng suất, sản lượng đáng kể. Tôi cũng không muốn chặt đâu, tôi cũng chỉ là vì những cây này nó quá cằn, lâu năm nữa rồi, vào 35 hơn, trên 35 tuổi rồi.